thành viên S Channel. Rikit Hải Phòng. Ví của chị có gì đặc biệt? Hai cái son, khẩu trang, thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng của chồng. Lấy chồng để làm gì em? Cặp visit. Đây là thẻ nhà. Thêm đôi. Bà Hoàng bánh chén. Ví của bà có gì đặc biệt? Mọi người sẽ nghĩ là mình dùng cái ví nhỏ nhưng mà ra ví của mình có gì em nói vậy? Có tiền lẻ đó mọi người. Tôi chưa thấy ai mang một số tiền mặt lớn như vậy ra ngoài đường. Tại sao vậy bà? Tại vì không biết xài thẻ. Lên thịt gà. Nè mọi người thấy cái ví của mình không? Nhìn nó rất là dày, mọi người thấy không? Rất là dày dặn. Nhiều chiên lắm á. Không có tiền nha. Để không sắc bill. Để mình ăn năn sám hối với số tiền mình đã bỏ ra. Ủa chân VN, cho em xem ví của anh đi. Mình là người chơi thẻ, không sử dụng tiền mặt cho mình có rất là nhiều thẻ. Thẻ siêu thị. Thẻ đen. Thẻ đen quyền lực á. Không, thẻ đen member, sốc quần áo. Đó, bài Thái nè, 1000 won Hàn Quốc, 10 đồng với 20 đồng tiền Ấn Độ và 2 đô. Không có tiền Việt Nam. Sao đang ở Việt Nam mà rồi mấy này sao xài? Tại vì mấy cái tờ Việt Nam xài được xài hết rồi. Miếng tăng cho một ví miếng đi. Không có gì ngoài tiền hết á. Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Brunei, Malaysia, USA không thể thiếu. Thật Thái Lan. Anh chồng em bên Trung Quốc. Anh này là chồng Canada. Vậy thôi à. Nhiều chồng quá à.